Xin chào các bác. Minh Audio Hà Đông lại có một con Omni rất gấu của Sony. Con này tôi bán giá 3 triệu đồng. Con này có mã là AX500. Và đây là thông tin cửa hàng tôi, số điện thoại, địa chỉ như trên tấm biển này. Rất rõ ràng, các bác có thể đến tận nơi xem hàng. Đây là Sony. Omni này chỉ đánh một đôi loa, chỉnh bát chép đầy đủ cân loa, các đường vào âm thanh. Tôi đang chạy vào tín điệu CD nên để CD, nghĩa để sáng ở nút xuôi này nữa này. Đây nó nút có vào cái nút này mình phải nhả ra mới có tiếng. Con Omni này rất nặng luôn, rất nặng đấy các bạn. Omni cổ thiết kế một đôi loa thôi, bề ngang là 43 cm, 43 cm, mặt phay nhôm. Hình thức thì theo thời gian, góc cạnh thì không bị móp méo sứt mẻ. Đây mặt tiền nha, mặt tiền còn long lanh à, mặt tiền phải nói là xuất sắc, không móp méo. Còn nước sơn thì nó xuất sát theo thời gian là phải có, không tránh được. Đang gắn tín hiệu vào CD. Đây là thông tin của Omni, sản xuất tại Nhật Bản, 241, 140W điện 100V, 6-16 ohm. Sẽ mở nắp ra các bác cùng xem. 3 triệu đồng. Con này nguồn rất nặng. Chạy 4 con sò than, 4 con sò than 2 xanh 2 đen, tụ lọc. Hàng bãi Vin Gym 100% luôn. Chỉ thổi bụi là chạy luôn đó. Đó. Con này nó có cái nguồn và cái tản nhiệt rất nặng. Đây là B rất nặng luôn. Sò nó ở dưới cái tản nhiệt bên dưới. Một con Omni rất cứng cáp. Các bác nghe nhạc vàng trong tầm tiền quá ok luôn. Nó đánh được những đôi loa bát 30. Đơn giản, tôi sẽ mở to mà các bác cùng nghe nhé. Đặc trưng của dòng Sony là bát đánh căng, đấy là đặc trưng của hãng. Loa trái, loa phải, bát chép tôi đang. Âm thanh cổ của Sony thì chất âm tôi đã bán rất nhiều. Đặc trưng của dòng âm thanh cổ Sony thì tiếng còn hay hơn âm thanh về sau này của Sony. Âm thanh cổ Sony thì lời hát cực kỳ ngọt. Đấy là đặc trưng của hãng. Rất nhiều con âm đi cổ Sony tiếng hay, nhưng mà có giá rất mềm. Bởi vì về âm thanh thì Sony nó không nổi tiếng bằng của Pioneer. Chỉ có TV thì nó nổi tiếng không. Tiếng nghe rất rõ ràng, trong trẻo, bát đánh êm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.